thế nên nhân quả chẳng không. Là nói nhân quả tương tục tiếp nối chẳng không, chuyển biến chẳng không. Phật Bồ Tát dạy hết thể chúng sanh là vì muốn chúng ta hiểu đạo lý này, nắm chắc sự tướng chân thật thì sẽ được đại tự tại. Trong kinh thường nói cảnh chuyển theo tâm. Kinh Lăng Nghiêm nói nếu chuyển được cảnh thì cũng đồng như Như Lai. Phật Bồ Tát hiểu nhân quả chuyển biến chẳng không, tiếp nối chẳng không, và lại vận dụng hết sức khéo léo nên các ngài có thể chuyển biến cảnh giới, chẳng bị cảnh giới chuyển. Đây chính là việc chúng ta phải học. Người hiện nay cứ mê mẩn chạy theo tiền tài, bạn tranh tôi đạt, làm cho thiên hạ đại loạn. Tranh đoạt thì có thể kiếm được tiền tài hay chăng? Không thể nào. Chỉ có đau khổ thêm mà thôi. Phật Pháp nói đó là tạo nghiệp. Giết người là phạm giới sát sanh. Đoạt lấy tài vật của người khác là phạm tội ăn cắp. Cứ tạo ra những ác nghiệp giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối thì làm sao đem lại quả báo tốt lành cho được. Người thế gian ngu si nên tạo ra tội nghiệp cực nặng. Phật dạy chúng ta giàu sang là do bố thí tài mà ra. Tiền tài của cư sĩ họ Thôi cũng là do bố thí tài vật mà có được. Đời quá khứ tu bố thí tài vật thì đời nay sẽ được giàu sang. Được giàu sang mà còn bố thí tài vật tiếp tục thì tiền tài sẽ đến ào ào. Cho dù trong thời gian kinh tế suy thoái, tiền tài vẫn không ngừng tăng thêm. Chuyện này chứng minh cho lời Phật dạy chẳng sai. Bố thí pháp được thông minh trí huệ. Tôi có thể chứng minh cho mọi người. Lúc còn trẻ tôi chẳng phải là người thông minh. Ngày nay đối với Phật Pháp và Thế Pháp, chỉ cần tiếp xúc thì tôi liền hiểu rõ. Đây là quả báo có được do ngày nào cũng tu bố thí pháp trong suốt 40 mấy năm học Phật. Bố thí vô ý thì được khỏe mạnh sống lâu. Bố thí vô ý là gì? Ăn chay tức là bố thí vô ý. Đây là vun trồng tâm từ bi và tâm thương yêu. Năm 26 tuổi tôi bắt đầu học Phật, nửa năm sau bắt đầu ăn chay trường cho đến bây giờ. Hồi đó người coi bói nói tôi đoản mạng. Tôi rất tin và nghĩ là tôi chẳng có lý do gì để sống lâu. Tư tưởng và hành vi của tôi hồi còn trẻ rất giống với ông Viên Liễu Phàm. Khuyết điểm của ông ta tôi đều có đủ, ưu điểm của ông tôi chẳng có. Tôi chẳng bằng ông, chẳng có phước lớn như ông. Thế nên nhất định phải biết bố thí là nhân, giàu sang trí huệ khỏe mạnh sống lâu là quả báo. Nói thật ra sức khỏe sống lâu chẳng cần thuốc men tẩm bổ. Người thế gian cho rằng bảo dưỡng sức khỏe bằng thuốc men có thể làm cho một người được sức khỏe sống lâu. Đây là mê hoặc điên đảo. Nếu thiệt có hiệu quả thì định luật nhân quả chẳng phải đã bị lật đổ rồi sao? Đáng sống lâu thì dù chẳng chú trọng dinh dưỡng cũng vẫn sống lâu. Đáng đoản mạng cho dù mỗi ngày đều tẩm bổ thì vẫn đoản mạng. Đây mới là chân lý. Nói đến đoàn thể thì cư sĩ Lâm Tân Gia Ba và Tịnh Tông Học Hội phát khởi việc xây dựng làng Di Đà, xây dựng Phật Học Viện, cần phải có thật nhiều tiền bạc. Trong tình trạng kinh tế hiện nay, quyên góp tiền bạc vô cùng khó khăn. Tại sao đoàn thể này trong thời gian rất ngắn có thể tích tụ lại một số tiền tương đối khả quan? Đó là bố thí chẳng phải vì mình, vì hết thảy chúng sanh, vì xã hội an định hòa bình, vì Phật Pháp an trụ lâu dài trong thế gian. Tâm chánh hạnh chánh, phát tâm chân chánh xây dựng đạo tràng thì có thể cảm ứng. Cũng giống như Kinh Lăng Nghiêm có nói, phát ý viên thành. Khi vừa phát chân tâm liền viên mãn công đức, cảm ứng liền hiện tiền. Chuyển cảnh giới. Người học Phật tuy nghe thuyết pháp như vậy nhưng vẫn chẳng tin tưởng,
vẫn chạy theo vọng tưởng chấp trước của mình, nên cảnh giới trước sau gì cũng chẳng chuyển nổi. Nếu có thể tin tưởng lời dạy của Đức Phật y giáo phụng hành, thì tự nhiên có thể chuyển cảnh giới, chuyển được thù thắng nhất là chuyển phàm thành thánh. Đây là đại đạo. Chuyển bần cùng thành phú quý trong Phật Pháp thuộc về tiểu đạo, việc này quá dễ. Chuyển ngũ trược ác thế thành quốc độ thanh thái thì chẳng dễ dàng. Chuyển sa bà thành cực lạc càng khó hơn. Dầu cho khó khăn nhưng vẫn có thể được, thì chuyện dễ làm chẳng cần bàn tới. Cho nên mục đích của việc học Phật là nhằm lìa khổ được vui. Nếu chúng ta chẳng thể chuyển cảnh giới thì vĩnh viễn chịu khổ chịu nạn. Có chẳng ít bạn đồng tu tu học rất gian khổ, càng khổ hơn lúc chưa học Phật trước kia. Nguyên nhân là vì họ chẳng hiểu lý luận của việc tu học, tu chẳng đúng như lý, chẳng đúng như pháp. Tu học Phật Pháp tức là chuyển biến cảnh giới. Làm thế nào biến bần cùng thành phú quý, chuyển hỗn loạn thành an định? Nếu chẳng hiểu đạo lý này và phương pháp thì chẳng thể chuyển được. Nếu biết được đạo lý, biết phương pháp, tu học đúng như lý như pháp thì tự nhiên sẽ chuyển biến cảnh giới được. Phật Pháp thường nói chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sanh tử thành niết bàn. Chúng ta ứng dụng trong đời sống, không có một cảnh nào chẳng thể chuyển được. Nguyên tắc chung đạo lý lớn lao này chính là y báo chánh báo trang nghiêm, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Phật cũng nói hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh, cho nên tâm phải tưởng đến chuyện thiện, đừng tưởng chuyện ác. Thiện là như thế nào, ác ra làm sao? Lợi ích chúng sanh, lợi ích xã hội là thiện. Lợi ích cho chính mình, gia đình mình, đoàn thể nhỏ của mình là ác. Tại sao vậy? Niệm niệm đều vì mình và cái vòng tròn vây quanh mình, đó là phân biệt chấp trước, đã biến nhất chân pháp giới vốn có thành thập pháp giới, biến thành lục đạo luân hồi, biến thành tình hình hiện nay. Chúng ta muốn thoát ra khỏi cảnh khốn khổ này thì chỉ có thể giải quyết nơi tâm lượng. Nếu chẳng nghĩ tưởng cho mình, gia đình mình, và chẳng tưởng đến cho cái đoàn thể nhỏ nhoi của mình, thì chấp trước sẽ bị pha tan. Niệm niệm đều vì hư không pháp giới hết thể chúng sanh thì phân biệt sẽ bị phá trừ. Khi hết chấp trước thì lục đạo sẽ chẳng còn nữa, hết phân biệt thì thập pháp giới sẽ chẳng còn nữa, sẽ khôi phục lại nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới là vũ trụ sanh thái tự nhiên, sanh thái tự nhiên tốt đẹp nhất. Vọng tưởng phân biệt chấp trước phá hoại sanh thái tự nhiên. Đến lúc phân biệt và chấp trước vô cùng nghiêm trọng thì hoàn cảnh sanh thái của địa cầu chúng ta sẽ bị phá hoại. Cho nên khí hậu toàn thế giới sẽ chẳng bình thường, chúng ta đều chẳng có cảm giác an toàn. Vọng tưởng phân biệt chấp trước là căn nguyên của việc phá hoại sanh thái tự nhiên. Chỉ có Phật Pháp Đại Thừa giải thích việc này rõ ràng thấu triệt. Các tầng lớp lãnh đạo trong chính phủ Úc đang tìm kiếm phương pháp làm cho xã hội an định, hòa mục nhân quần. Làm thế nào dung hòa các chủng tộc khác nhau, văn hóa khác nhau, tôn giáo tín ngưỡng khác nhau thành một thể, làm cho những người cư trú ở Úc Châu tôn trọng quan hoài và hợp tác lẫn nhau, tạo nên xã hội phồn vinh, nhân sinh hạnh phúc. Cách suy nghĩ và mục tiêu này tức là truy tìm sự hòa hợp của đa nguyên văn hóa. Hy vọng đạt đến xã hội an định, thế giới hòa bình, người người tôn trọng lẫn nhau. Người ta ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm. Nếu chúng ta có thể nhìn ưu điểm của người ta thì trong thế gian này ai cũng là người tốt. Nếu chỉ nhìn khuyết điểm thì ngay cả Phật Bồ Tát
cũng chẳng phải là người tốt. Thế nên tốt xấu đều tại nơi một niệm. Ngẫu Ích đại sư nói, cảnh duyên chẳng có tốt xấu, tốt xấu ở tại tâm. Hiểu được nguyên lý nguyên tắc này thì có thể chuyển cảnh giới. Chư Phật Bồ Tát, chư thiện thiện nhân, thiện thần đều hiểu được đạo lý này, và cho nên cảnh giới của họ càng chuyển càng tốt thêm. Phàm phu chẳng hiểu đạo lý này, chuyên nhìn khuyết điểm của người khác, chuyên nói xấu người khác, cho nên cảnh giới càng chuyển càng xấu, đời sống càng ngày càng khổ. Chúng ta đọc kinh Phật nên biết được những chân tướng sự thật này, quan sát kỹ càng hoàn cảnh của chúng ta mới biết câu nào của Phật nói đều là chân lý, câu nào cũng là lời chân thật. Chỉ cần chúng ta hết lòng nỗ lực tu học thì nhất định có thể sáng tạo tương lai tốt đẹp. Hiểu rõ giáo dục Phật Đà, mục đích của giáo dục Phật Đà. Buổi sáng ngày 17 tháng 11 1998, mục tiêu của giáo dục Phật Đà là dạy cho mọi người thành Phật. Trong thập pháp giới thì pháp giới Phật là chân thật rốt ráo viên mãn. Chư Phật Như Lai khởi dụng. Khởi dụng, khởi dụng là từ báo thân thị hiện trong các cõi các loài, thực hiện mọi sự hóa độ tiếp dẫn cứu tế, thì xưng là Bồ Tát. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Bồ Tát làm người bạn chẳng mời mọc của hết thảy chúng sanh. Chỉ cần các ngài nhìn thấy nghe đến thì nhất định sẽ giang tay ra giúp đỡ, chủ động giúp đỡ hết thảy chúng sanh khổ nạn. Cư sĩ Lý Mật Nguyên ở Tân Gia Ba phát tâm rộng lớn, muốn lập Phật Đà giáo dục học viện. Trước hết phải hiểu giáo dục Phật Đà bồi dưỡng những người như thế nào, mục tiêu đó là gì. Đây là một giáo dục đặc biệt, hoàn toàn khác với giáo dục thế gian. Giáo dục thế gian là giáo dục nhân đạo, thuộc về giáo dục của pháp giới người trong thập pháp giới. Giáo dục Phật Đà là giáo dục của pháp giới Phật Bồ Tát trong thập pháp giới. Đây là việc chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng. Từ đó có thể biết pháp giới Phật bao gồm thập pháp giới, mà pháp giới người chẳng bao gồm thập pháp giới. Đời người vô cùng ngắn ngủi, nhất định phải nắm chặt cơ hội này, phải từ pháp giới người nâng cao lên đến pháp giới Phật Bồ Tát, thì công đức tu học mới kể là viên mãn. Giáo học của chúng ta cũng đặt căn bản trên quan niệm này, giúp cho con người nâng cao cảnh giới, đó là giáo dục Phật Đà. Giáo dục Phật Đà chẳng giống với giáo dục thế gian. Mục tiêu chung cực của giáo dục thế gian là nhằm đạt đến danh văn lợi dưỡng, hưởng thọ ngũ dục lục trần. Mục tiêu của giáo dục Phật Đà là hoàn thành đức hạnh của mình, thành tựu trí huệ viên mãn của mình, sau đó tình nguyện phục vụ cho xã hội, phục vụ cho chúng sanh. Những gì người thế gian đeo đuổi thì Phật Bồ Tát hoàn toàn buông bỏ buông xuống. Vì người giác ngộ hiểu được truy cầu danh văn lợi dưỡng, hưởng thụ ngũ dục lục trần, tất nhiên sẽ dẫn đến cạnh tranh, cạnh tranh đến sau cùng là đấu tranh. Chư Phật Bồ Tát hy vọng hết thảy chúng sanh đều có thể tôn trọng, kính ái, quan hoài và hợp tác lẫn nhau. Muốn đạt đến lý tưởng ấy thì nhất định phải xả bỏ đấu tranh. Muốn xả bỏ đấu tranh thì trước hết phải xả bỏ cạnh tranh. Hiện nay trong tâm người nào chẳng có cạnh tranh, chẳng có đấu tranh. Tâm như vậy thuộc về pháp giới của tam ác đạo. Nếu người tu hành còn chịu sự dụ dỗ của cảnh giới, vẫn còn bị quỷ thần phá rối, thì tâm đạo ở đâu? Kinh nói với chúng ta chơn chánh quy y tam bảo, phải từ mê tà chánh quay đầu lại, nương vào giác chánh tịnh. Bất luận có trải qua hình thức quy y hay chăng, thì thần hộ pháp đều bảo hộ. Các cách khuyến thiện trong thế gian đều nói, một người có tâm địa đôn hậu, tâm thiện hạnh thiện,
thì sẽ có rất nhiều thiện thần, quỷ thần hộ vệ. Cho dù chẳng học Phật, chẳng có thọ nhận tam quy, thì cũng có thần hộ pháp bảo hộ. Lý do thần hộ pháp bảo hộ là vì tôn kính đức hạnh của những người ấy, là tự nhiên cảm động đến hộ trì. Giới kinh nói thọ ngũ giới thì sẽ có 25 vị thần hộ giới ngày đêm giữ gìn hộ trì. Thế thì làm sao có thể bị quỷ thần yêu ma quỷ quái đến phá rối cho được? Từ đó có thể biết chỉ thọ tam quy và thọ giới trên hình thức thì đều là giả. Vậy mà cứ cho là mình rất hiển hách, nhưng quỷ thần lại khinh chê. Ấn Quang Đại Sư là tấm gương tốt của chúng ta, Ngài thị hiện cho chúng ta coi. Ngài cũng phải trải qua tu học trong thời gian dài. Truyện ký có ghi lúc Ngài trên 70 tuổi thì mũi mòng kiến bọ chét ở chỗ Ngài cư trú đều tự động dọn đi chỗ khác, chẳng dám quấy nhiễu Ngài. Tại sao chẳng dám quấy nhiễu Ngài? Vì tôn kính Ngài. Chúng ta nghĩ coi, tại sao Ngài có thể cảm động lục đạo chúng sanh mà chúng ta làm chẳng được? Vì chúng ta chẳng buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tâm luân hồi cứ tạo ra nghiệp luân hồi y như cũ, ai chịu tôn trọng? Niệm niệm đều hy vọng vãng sanh tịnh độ, chỉ có một nguyện vọng này mà thôi. Có thể đạt được hay chăng thì chưa biết. Có nguyện thì nhất định phải có hạnh, dùng hạnh để thực hành nguyện. Được vậy thì nguyện vọng mới viên mãn. Có chẳng ít bạn đồng tu bị cảnh giới chuyển, nên tôi đặc biệt nhắc nhở mọi người chúng ta nhất định phải có khả năng chuyển cảnh giới. Khí phần trong môi trường hoàn cảnh chẳng tốt, chúng ta phải có khả năng chuyển biến khí phần xấu thành khí phần tốt, từ trường chẳng tốt thành từ trường tốt. Đây là công phu tu học có chút đắc lực rồi. Nếu mình trong cảnh giới ấy không thể chuyển thì sẽ chẳng có khả năng giúp đỡ người khác. Nói giúp đỡ người khác chỉ là nói suông mà thôi. Thế nên trước hết phải học tập nhìn thấu buông xuống, phải thấy thấu suốt vạn pháp giai không. Kinh Kim Cang dạy phàm hết thảy các tướng đều là hư vọng, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Tại sao phải trong tướng hư vọng này đi phân biệt tính toán? Tất cả hết thảy hiện tượng lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần, thuận tâm và chẳng thuận tâm, đều là vọng tưởng. Nếu bạn có thể nhìn thấy rõ ràng minh bạch rồi, thì bất luận là cảnh nghịch hay thuận, tâm đều bình tĩnh, đích thực dùng thanh tịnh bình đẳng giác để đối xử với mọi người, chẳng tiêm nhiễm mảy may nào hết, yêu ma quỷ quái sẽ chẳng đến kế bên thân bạn nữa. Có ngã chấp thì sẽ có thân thể, chẳng có ngã chấp thì chẳng có thân thể. Đây là đạo lý tại sao quỷ thần chẳng thể đến sát thân bạn được. Nếu niệm niệm đều còn rơi vào ta, người, chúng sanh, thọ giả, bạn chẳng thiện, thì quỷ thần sẽ dọa bạn, phá quấy bạn. Từ xưa đến nay, những người học Phật đều tu học y theo Kinh Kim Cang. Tông môn xưng kinh này là đốn giáo, chẳng phải là không có đạo lý. Chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nếu y chiếu nguyên lý nguyên tắc trong Kinh Kim Cang để tu học, thì nhất định sẽ vãng sanh thượng thượng phẩm, sanh thật báo trang nghiêm độ. Chúng ta phát tâm xuất gia, xuất gia tức là học làm thầy của người, hạnh làm gương cho đời, học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Chúng ta phải hết lòng học tập những đạo lý phương pháp nói trong Kinh Kim Cang. Vì chúng ta chẳng thật thà, Kinh Kim Cang có thể giúp chúng ta đạt đến thật thà niệm Phật, thật thà làm người, thật thà làm việc. Tham thấu Kinh Kim Cang rồi,
người trở nên thật thà rồi. Thật thà tức là Phật Bồ Tát. Thật thà thì sẽ chẳng có vọng tưởng phân biệt chấp trước nữa. Nếu vẫn còn vọng tưởng phân biệt chấp trước thì chẳng thật thà. Tổ sư Đại Đức trong Tịnh Tông dạy chúng ta thật thà niệm Phật. Hai chữ thật thà, lão thật, chắc thật, chẳng dễ làm được. Những người làm được thì đời nay quyết định sẽ vãng sanh thượng phẩm. Người có thiện căn phước đức sâu dày, chỉ cần tu cũng thật thà. Họ vừa nghe lời Phật dạy thì thật sự buông xuống vạn duyên. Đối với ngũ dục lục trần, danh văn lợi dưỡng trong thế gian, chẳng còn để ý, nên hoàn toàn xả bỏ tất cả những điều thị phi nhân ngã. Có người phải tu thì mới thật thà. Còn chúng ta đã học xong nhưng vẫn chưa thật thà. Đây là vì nghiệp chướng tạp khí sâu nặng, nhất định phải chuyển cảnh giới trong hoàn cảnh sinh hoạt. Niệm niệm tự nhắc nhở mình, hết lòng nỗ lực tu học, thật sự buông xuống vạn duyên thì mới tiêu trừ nghiệp chướng được. Tiến trình hoàn pháp ở nơi đây rất thuận lợi. Đây là oai thần tam bảo gia trì, chư Phật Bồ Tát chiếu cố chúng ta đến như vậy. Nếu chúng ta chẳng hết lòng, chẳng nỗ lực thì làm sao chẳng có lỗi với quý ngài. Mỗi ngày đều niệm thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Nếu hai câu này chẳng thể thực hiện thì sẽ có lỗi với Phật Bồ Tát, có lỗi với Thiên Long Thiện Thần hộ pháp. Chúng ta tự mình học và sau này thành tựu Phật học viện, nhất định phải y theo lời giáo huấn trong kinh điển, bắt đầu làm từ chính bản thân mình. Học trình là 7 năm. 7 là một con số viên mãn. Hy vọng trong 7 năm chúng ta tối thiểu cũng phải giống Vô Lượng Thọ Phật. Chúng ta chẳng thể đạt đến phần chứng vị, ít nhất cũng phải làm đến tương tự vị. Có thể chứng đến tương tự tức Phật, trong thiên thai lục tức Phật, thì mới chẳng có lỗi đối với Phật Bồ Tát. Có thể đạt đến phần chứng vị là tốt nhất. Phần chứng vị tức là pháp thân đại sĩ, trong viên giáo là sơ trụ Bồ Tát, biệt giáo là sơ địa Bồ Tát. Tương tự vị là biệt giáo tam hiền Bồ Tát, viên giáo thập tính vị Bồ Tát. Cho nên mọi người phải nỗ lực hướng đến mục tiêu này thì sẽ có thể siêu phàm nhập thánh. Tam quy y. Buổi sáng ngày 23 tháng 11 1998, quy y Phật Nhị Túc Tôn. Chữ nhị là chỉ trí huệ và phước đức. Phật thuyết pháp cho chúng sanh đặc biệt chú trọng phước đức. Đây cũng là ứng cơ thuyết pháp, vì hết thảy chúng sanh chẳng có ai không mong cầu phước báo. Phước báo khi chưa kiến tánh thì nhất định phải dựa vào tu đức. Sau khi kiến tánh thì là tánh tu bất nhị. Tánh đức và tu đức chẳng hai. Cho nên đối với phần lớn người ta mà nói thì tu phước vô cùng quan trọng. Địa phương nào có nhiều người tu phước thì nhất định sẽ quốc thái dân an, đời sống sung túc. Lời dạy tu phước trong kinh rất nhiều, phải thể hội kỹ càng, hiểu rõ triệt để thì sẽ biết làm thế nào tu học mới có thể đạt được quả báo vừa ý. Trong nhà Phật thường nói có cầu ắt ứng. Lời này chân thật, chẳng giả dối. Nhưng cầu thì có lý luận và phương pháp để cầu. Đúng như lý như pháp mà cầu thì nhất định sẽ được thu hoạch. Nếu chẳng tương ứng với lý luận và phương pháp của sự cầu thì chẳng thể mãn nguyện. Phước báo cùng người hưởng là phước báo chân thật. Phước báo hưởng riêng một mình rất dễ biến thành họa hại. Cổ đức hiểu rõ đạo lý và sự thật này, cho nên lúc tạo ra chữ họa và phước, làm hình tướng của hai chữ này rất giống nhau, là hy vọng chúng ta có thể cảnh giác, đừng biến phước thành họa.
cổ thánh tiên hiền tuy đã cảnh cáo, nhưng trong lịch sử Trung Quốc rất nhiều chuyện phước biến thành họa xảy ra. Hiện nay trên thế giới những chuyện thật như vậy chẳng thể nào đem hết. Người thật sự có tâm cảnh giác vẫn chẳng nhiều. Đúng như lời trong kinh nói, chúng sanh ngu muội vô tri, chẳng những coi kinh chẳng hiểu, nghe giảng giải chẳng hiểu, chân tướng sự thật bày trước mắt cũng chẳng hiểu. Phật giảng về tâm chuyển pháp luân, gồm có thị chuyển, khuyến chuyển, chứng chuyển. Chứng chuyển tức là đem chân tướng sự thật bày trước mắt chúng sanh. Nếu vẫn chẳng hiểu thì Phật cũng chẳng có cách gì hết. Người như vậy trong kinh gọi là nhất xiển đề, tức là người chẳng có thiện căn. Hiện nay những người chẳng có thiện căn rất nhiều, và lại họ đều là những người có phước báo. Có phước báo mà chẳng có thiện căn, phước sẽ biến thành họa hại. Họa hại thì không chỉ có người này chịu nạn mà thôi, rất nhiều người khác phải chịu chung. Nghiệp chướng của họ tạo càng nghiêm trọng thì quả báo càng dễ sợ. Người học Phật tin sâu nhân quả tuy nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng cũng chẳng làm gì được. Vậy ngay cả Phật cũng chẳng làm gì được, chúng ta đương nhiên chẳng có cách chi. Ngay lúc này việc chúng ta duy nhất làm được là tự độ, tự mình giúp mình thoát ly khổ nạn này. Đây là người thông minh. Đây cũng là những gì Phật Bồ Tát dạy chúng ta. Gần đây có vài vị đồng tu đã vãng sanh, đa số đều là tướng lành, nhìn thấy A Di Đà Phật đến tiếp dẫn. Những người này làm chứng minh cho chúng ta, làm cho lòng tin của chúng ta tăng trưởng. Họ có thể tự tại an tường vãng sanh là phước báo to lớn. Nguyên nhân họ có thể tự tại vãng sanh là vì họ có thể buông xuống. Thế nên vạn duyên buông xuống là chuyện quan trọng nhất của chúng ta hiện nay. Chuyện gì cũng buông xuống được, tâm khai ý giải thì có thể tiêu tai miễn nạn. Chỉ có thể buông xuống thì mới có thể chân chánh làm được nhất tâm hướng Phật, nhớ Phật, niệm Phật, hiện giờ tương lai nhất định thấy Phật, ức Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định kiến Phật. Đây là công khóa trước mắt quan trọng nhất của chúng ta. Chúng ta phải chuẩn bị trước đàng hoàng, tiêu trừ những nhân tố của việc niệm Phật không được đắc lực, thì niệm Phật sẽ được đắc lực, thì sẽ đạt được công phu thành phiến, thậm chí đến công phu nhất tâm bất loạn. Đây mới là phước báo chân chánh, trí huệ chân thật. Quy y pháp ly dục tu, dục tức là ngũ dục lục trần, chẳng thể tiêu trừ trần duyên trong tâm, tức là chướng ngại to lớn. Những việc chẳng vừa ý do trần duyên đem đến là căn nguyên của hết thảy tai họa, cho nên Phật dạy chúng ta phải xa lìa trần duyên. Xa lìa không phải là chẳng muốn. Kinh Đại Thừa nói, khi chư Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp, có thiên nhân cúng dường ca múa, giống y như người thế gian. Thế nên chúng ta phải hiểu Phật dạy chúng ta xa lìa, nghĩa là xa lìa vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Đã đoạn trừ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, thì sự hưởng thọ ngũ dục lục trần là tùy duyên. Vọng tưởng phân biệt chấp trước còn chưa đoạn trừ mà hưởng thọ là phan duyên. Chư Phật Bồ Tát tùy duyên. Nếu có thiên nhân đến cúng dường thì rất tốt. Bồ Tát biến hóa đến cúng dường cũng rất tốt. Tuyệt chẳng có tơ hào lưu luyến. Đây là sự hưởng thọ chân chánh. Sự hưởng thọ như vậy tuyệt đối chẳng có tai nạn. Cái gọi là sáu căn thanh tịnh mấy trần chẳng nhiễm là lúc cảnh giới hiện tiền. Sáu căn cũng thanh tịnh, chẳng phải là lúc xa lìa trần duyên sáu căn mới thanh tịnh. Đây là phương pháp tu học của Tiểu Thừa.
lúc tiếp xúc cảnh giới thì tâm lại loạn lên, lại khởi vọng niệm, như vậy là chẳng có công phu. Khi đối diện với cảnh mà có thể tập thành thanh tịnh chẳng nhiễm, đòi hỏi có trí huệ cao độ. Kinh Kim Cang nói phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Câu này phải thường nhớ đến, đây là công phu quán chiếu. Khi gặp cảnh giới vừa khởi tâm động niệm liền nhớ câu phàm những gì có tướng đều là hư vọng, thì tâm sẽ bình trở lại. Gặp cảnh thuận chẳng khởi tâm tham luyến, gặp cảnh nghịch chẳng khởi tâm sân khỏe, biết tất cả đều là giả hết. Cho nên phải bắt chước Phật Bồ Tát du hí thần thông trong thế gian, mục đích là giúp cho hết thảy chúng sanh giác ngộ, giúp cho người khác, tức là giúp chính mình. Mình và người không hai, tự tha bất nhị. Tu phước phải bắt đầu từ những chỗ này. Quy y tăng, chúng trung tôn. Chúng là đoàn thể, tăng đoàn là đoàn thể đáng được tôn kính nhất trong thế gian và suốt thế gian, vì đây là đoàn thể tu học Phật Pháp. Phật là đại giác, Pháp là ly dục. Ly dục là xa lìa hết thảy vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho nên chẳng có đoàn thể nào có thể hơn được. Chúng ta phải hiểu, phải học tập, phải làm cho bằng được. Giới điều trong lục hòa kính là kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô trách, ý hòa đồng duyệt, lợi hòa đồng quân. Đây là Phật chế định ra cho những người chẳng triệt để hiểu rõ, chẳng chịu làm sự thật. Người có thể triệt để hiểu rõ, thật sự dụng công tu học, thì tự nhiên phù hợp với lục hòa kính và sẽ chẳng cần những giới điều này. Nếu chúng ta chẳng đạt đến trình độ hiểu rõ triệt để thì lục hòa kính đối với chúng ta vô cùng quan trọng, có thể làm tăng thượng duyên cho chúng ta, giúp chúng ta đi trên con đường ngay thẳng. Đây là từ bi, là thiện xảo phương tiện của Đức Phật, chúng ta nhất định phải y giáo phụng hành. Giáo lý hạnh quả. Buổi sáng ngày 28 tháng 11 1998, trong kinh Hoa Nghiêm, Thế Tôn nói đến Thế Chủ hộ trì chánh pháp một cách tường tận. Chánh pháp là gì? Như Lai nói đến giáo lý hạnh quả. Giáo lý hạnh quả được xưng là chánh pháp. Sau khi Phật diệt độ, chúng đệ tử đem những lời Phật nói chép thành văn tự, gọi là kinh điển. Những lời nói và văn tự này tức là giáo pháp. Giáo pháp nói rõ về chân lý của vũ trụ nhân sanh. Lý này là y cứ cho những gì Như Lai thuyết giáo. Cũng như kinh Bát Nhã gọi là chư pháp thật tướng. Cho nên giáo lý và lý luận chính xác, viên mãn, đây tức là lý pháp. Nếu đời sống của hết thảy chúng sanh tương ứng với lý luận và chân lý thật sự thì được gọi là chánh hạnh, và cũng tức là sanh hoạt của Bồ Tát Phật. Ngược lại, nếu phản nghịch với chân tướng sự thật thì là tư tưởng hành vi sai lầm. Sửa đổi cho đúng những tư tưởng và hành vi sai lầm để tương ứng với chư pháp thật tướng thì xưng là tu hành. Đây là hạnh pháp. Khi tư tưởng và ngôn ngữ của chúng ta tương ứng với chư pháp thật tướng thì có thể đạt được sự khoái lạc chân thật, cứu cánh viên mãn trong cuộc sống. Đây tức là chứng quả. Đây là sự cống hiến cho chúng ta khi Như Lai xuất hiện trong thế gian. Đây là việc hết thảy chúng sanh vô cùng cần thiết. Bất luận là chánh hạnh chúng sanh, tức là Bồ Tát Duyên Giác Thanh Văn, hay là tà hạnh chúng sanh, tức là lục đạo chúng sanh, đều vô cùng cần thiết. Chư Phật Như Lai đem kinh nghiệm phương pháp và những lợi ích sau khi tu chứng của mình, chẳng giấu giếm mảy may gì để dạy dỗ hết thảy chúng sanh. Đây chính là giáo dục Phật Đà, tức là sự giáo học của Đức Phật
thường được xưng là nền giáo dục chí thiện viên mãn của Đức Phật đối với chính pháp giới chúng sanh. Sự thị hiện và giáo học của Đức Phật đối với hết thảy chúng sanh chẳng yêu cầu đòi hỏi gì hết. Nhưng hiện nay có một số người giảng kinh thuyết pháp còn bán vé vào cửa. Đây là buôn bán Như Lai, phá hoại hình tướng của Phật giáo. Kinh Hoa Nghiêm nói đây là hiện tượng kỳ quái trong thời mạt pháp. Đức Phật là một người làm công tác nghĩa vụ giáo dục xã hội. Nghĩa vụ là chỉ có hiến dâng, chứ tuyệt chẳng có đòi hỏi. Đây là chỗ Phật Bồ Tát đáng cho người kính mến. Lúc Đức Phật trụ thế, Ngài sống một đời sống có tiêu chuẩn sinh hoạt thấp nhất. Mỗi ngày ăn một bữa, đêm ngủ dưới gốc cây. Đó là để làm gương cho chúng ta, làm mô phạm. Chúng ta nên noi theo học tập. Phát tâm xuất gia làm đệ tử Phật, gánh vác nguyện vọng giáo hóa chúng sanh của Đức Phật. Trước hết phải hiểu rõ cái hình tướng thân thể này là giả, chẳng phải định tướng. Nếu chấp trước cái hình tướng này nhất định, chấp cái tướng này là ta, thì vĩnh viễn sẽ không thể thoát ly luân hồi. Vả lại cái chấp trước này cũng nhất định sẽ chẳng như nguyện vọng của bạn. Sau khi chết đi, nếu đọa vào cõi súc sanh, thì sẽ hiện thân súc sanh. Đọa vào cõi ngã quỷ thì sẽ hiện thân ngã quỷ, chẳng giống với cái thân bây giờ. Cho dù sanh đến cõi trời hiện thân người thì cũng sẽ thay đổi mặt mày. Đó là sự thật. Thế nên nhất định chẳng nên chấp trước, nhất định xả bỏ phân biệt chấp trước. Chư Phật Như Lai chẳng có thân tướng, cho nên mới có thể tùy loại hóa thân. Chúng sanh có cảm thì Phật sẽ thị hiện ứng hóa. Phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Tướng thiên biến vạn hóa, tướng có dụng, chẳng có thể. Cho nên nhất định đừng chấp trước. Tướng là giả, Phật thuyết pháp cũng là giả. Phật chẳng có định pháp gì để nói, Phật chẳng có pháp gì để nói. Phật thuyết pháp hoàn toàn căn cứ vào căn bệnh của chúng sanh, tùy theo chứng bệnh mà cho thuốc. Căn bệnh của chúng sanh sai khác muôn vàng, cho nên Phật đều ứng cơ thuyết pháp. Chúng ta học thuyết pháp, cứ cho pháp là định pháp, nhất định phải dùng một cách nào để nói, thì là sai rồi. Pháp có nguyên lý nguyên tắc nhất định, nhưng chẳng có phương pháp nhất định. Nên Phật giảng kinh là dựa trên nguyên lý nguyên tắc nhất định. Những người kết tập kinh tạng tuy nói là học trò của Phật, nhưng thật ra đều là chư Phật Như Lai ứng hóa đến. Đúng như câu một vị Phật ra đời, ngàn Phật ủng hộ. Vì vậy các ngài kết tập kinh tạng có thể theo đúng nguyên lý nguyên tắc nói trên. Cho nên khi người chân chánh lãnh ngộ mở cuốn kinh ra, mỗi chữ mỗi câu đều linh hoạt sống động, nói ngang nói dọc gì cũng chẳng trái ngược với nguyên lý và nguyên tắc. Đây là chánh pháp. Chánh pháp tức là giáo lý hạnh quả. Chánh giáo, chánh lý, chánh hạnh, chánh quả. Chỉ cần chẳng trái ngược, bất luận thuyết pháp như thế nào đều xưng là chánh pháp. Nhưng trong kinh dạy chúng ta, chánh pháp nhất định phải xây dựng trên cơ sở của chánh hạnh. Nếu chẳng có chánh hạnh thì sẽ chẳng có chánh giải. Cho nên muốn được tính giải hạnh chứng thì phải thực hiện cho được giáo lý hạnh quả. Đó chính là tính giải hạnh chứng. Trong quá trình này phải có một sự nhận thức chính xác, nhận thức tận hư không trọn khắp pháp giới đều là chính mình. Thế nên khi đối xử với hết thảy chúng sanh thì niệm niệm phải vì lợi ích chúng sanh. Phàm phu tu học chẳng thể khế nhập là vì niệm niệm đều vì cá nhân chính mình, chẳng nghĩ đến người khác. Chư Phật Bồ Tát niệm niệm đều vì chúng sanh, chẳng vì mình. Vì tận hư không trọn khắp pháp giới tức là chính mình.
hết thảy chúng sanh đều là chính mình. Trên, từ chư Phật Như Lai, dưới đến chúng sanh trong A Tỳ địa ngục đều là chính mình. Thí dụ thân thể chúng ta là do vô số tế bào tạo thành, tế bào tốt, tế bào khỏe mạnh, ví như chư Phật Bồ Tát. Tế bào hư xấu, tế bào có bệnh, ví như tam ác đạo. Hết thảy đều trong một thân thể, chẳng có tế bào nào xa lìa thân thể. Cho nên vì chúng sanh mới chính là chân chánh vì mình. Chỉ vì mình mà xả bỏ chúng sanh thì là sai lầm quá đỗi. Từ đó chúng ta mới hoảng nhiên đại ngộ, Phật vì hết thảy chúng sanh, tức là chân chánh vì chính mình. Nhà Phật nói về ba thân. Đây là pháp thân, báo thân là trí huệ, triệt để giác ngộ minh bạch là báo thân. Sau đó dốc toàn tâm toàn lực phục vụ hết thể chúng sanh, giúp đỡ hết thể chúng sanh giác ngộ, giúp đỡ hết thể chúng sanh hồi đầu, cũng ví như giúp đỡ thân thể của mình. Trong thân chỗ nào có bệnh đau thì liền chữa bệnh. Có thể nhận thức hư không pháp giới là một thể, thì quan niệm của chúng ta đối với hết thể người, sự và vật sẽ hoàn toàn biến đổi. Niệm niệm vì hết thể chúng sanh, niệm niệm vì sự hạnh phúc của toàn thể, tức là chân chánh vì mình. Đối với người, đối với sự, đối với vật sẽ từ từ tương ứng với thanh tịnh bình đẳng giác. Khi tương ứng thì sẽ là Bồ Tát, tương ứng viên mãn thì sẽ là thành Phật. Một niệm tương ứng này cũng giống như một tế bào kiện toàn rồi, vĩnh viễn sẽ chẳng sanh bệnh nữa. Cho nên chúng ta nên thương yêu đoàn thể, thương yêu thế giới, thương yêu hết thể chúng sanh. Tâm lượng như vậy thì tự nhiên sẽ mở rộng. Khi tâm lượng mở rộng thì chân tâm bản tánh sẽ hiển lộ, vô lượng trí huệ đức năng sẽ tự nhiên hiển tiền. Cho nên quý trọng sự dạy dỗ của Phật Đà, hết lòng nỗ lực tu học sẽ có thể khôi phục lại trí huệ đức năng sẵn có trong tự tánh. Sứ mạng của giáo dục Phật Đà trong thế kỷ 21. Bài giới thiệu sáng lập tập sen giáo dục Phật Đà. Buổi sáng ngày 13 tháng 12 1998. Thế giới ngày nay đã đi đến thời đại dân chủ, tự do mở rộng. Thông tin phát đạt, giao thông thuận tiện nhanh chóng. Địa cầu hình như đã biến thành một thôn xóm, thôn địa cầu. Việc này nói rõ nhân dân cư trú trên quả địa cầu này giao thiệp với nhau ngày càng thêm mật thiết gần gũi. Quan hệ gần gũi như vậy thì từ từ sẽ phát sinh xung đột và mâu thuẫn giữa các đoàn thể chủng tộc. Các truyền thống văn hóa chẳng đồng, các phương thức sinh hoạt, hình thái ý thức, tôn giáo tín ngưỡng khác nhau. Đây là một hiện tượng tự nhiên. Hiện tượng này phải dùng phương thức thích hợp để tiêu trừ, thì mới có thể đạt đến mức đoàn thể chủng tộc văn hóa đa nguyên, tôn trọng, quan hoài và kính ái lẫn nhau, hỗ trợ hợp tác cùng chung sáng tạo phước lợi xã hội cho toàn thể văn minh nhân loại đa nguyên. Đây là mục tiêu chung của các tầng lớp lãnh đạo đoàn thể thế giới và các thân hào nhân sĩ hướng đến. Sự giáo học của Phật Pháp được kiến lập vì vấn đề này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với chúng ta có Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó là thế giới tân hưng, mới xây dựng, do Đức Phật A Di Đà kiếp lập. Nơi đó cũng đề xứng dân chủ tự do mở rộng, hoan nghênh các bạn bè thuộc các đoàn thể chủng tộc bất đồng cùng chung chí hướng đạo hiệp, đến từ bốn phương tám phương di dân đến địa khu ấy để cùng nhau sinh hoạt. Tuy họ khác nhau nhưng cũng có những điểm giống nhau, điểm tương đồng chẳng trở ngại dị biệt. Tương đồng và dị biệt chẳng hay, nhiều màu nhiều sắc, đẹp chẳng thể tả.
tán thán kính trọng lẫn nhau, hỗ trợ hợp tác, cùng chung khai phát cực lạc thế giới. Cho nên những đoàn thể chủng tộc tụ tập ở địa khu ấy phức tạp hơn địa cầu rất nhiều. Họ đã thông qua giáo dục trí huệ cao đẳng nên đạt được mục đích ấy. Trong kinh Hoa Nghiêm, Hoa Tạng thế giới của Tỳ Lô Giá Na Phật cũng giống như vậy. Thiên đường chẳng phải là một đoàn thể cộng đồng đa nguyên văn hóa hay sao? Chúng ta quan sát kỹ Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà, Tỳ Lô Giá Na Như Lai, Thượng Đế làm thế nào để đối diện với hiện thực, giải quyết những vấn đề này? Chúng ta có thể rút tỉa khải thị từ trong đó. Khai mở trí huệ xong thì sẽ biết làm thế nào giải quyết vấn đề của chúng ta. Xây dựng đất nước, cai trị nhân dân, giáo học phải đi đầu. Kiến quốc nhân dân, giáo học vi tiên. Người giác ngộ chân chánh biết chúng sanh tức là chính mình. Thế nên Phật Bồ Tát đều coi pháp giới như nhà mình. Nên sự giáo hóa có thể hiện thành cõi nước cực lạc. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói với chúng ta, Phật sở hành xứ, tức là những địa phương được Đức Phật giáo hóa, có thể đạt đến hiệu quả này chăng?